Nhữ Thị Thục, người phụ nữ tinh thông tướng số, muốn sinh con làm thiên tử. Mong muốn trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, xin được ra vua. Nhưng người phụ nữ tinh thông tướng số này lại không thể được toại nguyện, chỉ xin được một người con trai. Mặc dù vậy, con trai bà là một kỳ nhân hiếm có, đã thi đỗ trạng nguyên, làm quan đến tước quốc công, trở thành nhà chiến lược kỳ tài, nhà thơ có ảnh hưởng sâu sắc và còn được dân gian gọi là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam. Người phụ nữ tinh thông tướng số, mang chí lớn. Vào thời nhà Lê, ở làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, xứ Hải Dương, nay thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, có một người phụ nữ đặc biệt thông minh tên là Nhữ Thị Thục. Bà là con gái của quan thượng thư bộ hộ tiến sĩ Nhữ Văn Lăng dưới thời vua Lê Thánh Tông. Vì sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng danh giá cho nên bà Thục học rất giỏi, tính tình quyết đoán, thông kinh sử. Hơn nữa, bà còn thông tỏ các dịch lý, tướng số, người mang chí lớn. Biết tướng mạo của mình sẽ sinh quý tử, lại thấy khí số của nhà Lê đã đến hồi suy tàn sắp mất, cho nên bà quyết chí phải lấy cho được người chồng có số làm vua hoặc có số sinh ra vua. Chính vì thế, dù sinh trưởng trong một gia đình danh giá, được nhiều trang tuấn kiệt để mắt, nhưng bà đều từ chối. Vì qua thuộc xem tướng số, bà biết rằng vận mệnh của họ không thể làm vua, cũng không thể sinh ra quý tử. Mãi sau này, bà Thục đã gặp được một ông đồ nhà quê ít tiếng tăm tên là Nguyễn Văn Định ở huyện Vĩnh Lại, tức Vĩnh Bảo ngày nay. Bà quyết định đến với ông vì biết rằng tướng số của ông có thể sinh ra được quý tử. Rồi bà Thục thụ thai, sinh ra con trai đặt tên là Nguyễn Văn Đạt. Đó chính là tên khai sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm sau này. Vì rất kỳ vọng vào con, cho nên ngay từ nhỏ bà đã chăm sóc dạy dỗ rất chu đáo. Từ khi mới sinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được mẹ hát ru bằng những câu dân ca hoặc những vần thơ do bà sáng tác. Dân gian truyền rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy thôi nôi đã biết nói, lên đến 4 tuổi đã được mẹ dạy cho học thuộc lòng kinh sách cùng nhiều bài thơ nôm. Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lời tựa cho Bạch Vân Am thi tập của mình, ông cũng đã khẳng định và tỏ lòng biết ơn công lao cũng như nhiệt tâm của mẹ trong việc dạy dỗ mình những năm tháng đầu đời. Mâu thuẫn trong việc giáo dục trạng trình. Vì kỳ vọng con sau này có thể làm vua, cho nên bà Nhữ Thị Thục không ít lần xích mích với chồng. Một lần, khi bà đi chợ, ông Văn Định ở nhà buộc dây vào cành tre, kéo lên kéo xuống cho con chơi và ngâm đùa rằng: "Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung." Những tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa biết gì, ai ngờ cậu lập tức nói câu: "Vịnh tay tiên, nhẹ nhẹ rung." Đến khi bà Thục đi chợ về, ông Văn Định kể lại chuyện để khoe vợ, chẳng ngờ bà gay gắt nói: "Nuôi con thì mong làm vua làm chúa, cớ sao lại mong làm bầy tôi?" Vì trong câu nói của ông Định, nguyệt là tượng trưng cho bầy tôi. Lần khác, khi vợ đi vắng, ông Văn Định lấy sách của vợ để tìm một câu dạy con. Thấy câu "bóng bóng bang bang, ngày sau con lớn con tượng ngai vàng", ông Văn Định hoảng sợ, lo con đọc thì bị cho là tội phản nghịch, bị chém đầu, cho nên bèn sửa chữ tựa thành chữ vịnh. Bà Thục sau này biết chuyện thì than: "Sinh con ra, mong con làm vua thiên hạ, nay thầy nói dạy con làm tôi chán quá." Rồi sau này, bà Thục dùng thuật xem tướng số, thấy con mình tướng mạo rất tốt, hiềm nổi da hơi dày, nên dù biết là có thiên tài cũng chẳng thể làm vua. Cộng thêm mâu thuẫn trong việc dạy con cho nên khiến bà Thục chán nản bỏ đi. Về cuộc đời sau này của bà thì có hai ý kiến trái chiều. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ít lâu sau, bà Nhữ Thị Thục gặp và lấy ông Phùng Chí Công, sinh thêm được một ông Trạng nữa, cũng nổi danh đất Việt, đó là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Gia phả của họ Phùng ở Phùng Xá, Thạch Thất, Sơn Tây là ký lục tiên tổ sự tích do cháu ba đời của Trạng Bùng ghi lại, cũng có chép rằng:
khi thân phụ Phùng Khắc Khoan ở Từ Sơn có gặp một thiếu phụ từ Hải Dương đến, lông mày lá liễu, sắc mặt hơi buồn. Bà đi cùng đường với ông, được chừng một dặm, ông thấy bà nhàn rỗi như đi dạo, bèn trò chuyện hỏi han. Thấy ông có phúc tướng, bà mới bộc bạch nỗi lòng. Ông rơi lệ cảm động, hai người bèn kết nghĩa vợ chồng. Qua năm sau, sinh được con trai có tướng lạ, mới 5-6 tuổi mà đã có khí vũ của bậc trượng phu. Bà mừng rỡ bảo ông nên dạy cho nó học, nếu trời xanh không phụ, may gặp thời phò được thiên hạ nghiêng đổ, thì chí thiếp mãn nguyện lắm. Nhiều người đã nhìn nhận rằng người phụ nữ Hải Dương ấy mang họ Nhữ, là mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tuy nhiên, do đây là gia phả do cháu ba đời ghi lại, mà thời điểm ghi lại thì dân gian cũng đã có nhiều thuyết về Trạng Trình và Trạng Bùn, nên cũng khó mà có thể lấy đó làm điều xác thực. Trong bài Phả Ký tựa đề Bạch Vân Am Cư Sĩ, Nguyễn Công Văn Đạt Phả Ký, tức là Phả Ký về Bạch Vân Am Cư Sĩ Nguyễn Văn Đạt, Phủ Khâm Lân lại khẳng định bà, tức Nhữ Thị Thục, mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, vẫn không nguôi giận, bỏ về ở bên cha mẹ đẻ, cách ít lâu sau thì mất. Quả thực, việc bà Nhữ Thị Thục có phải là thân mẫu của cả Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trạng Bùn Phùng Khắc Khoan hay không thì có rất nhiều tranh cãi. Chủ yếu, nhất là vì hai ông tràng Việt này cách nhau những 37 tuổi. Nếu bà Thục khoảng 30 tuổi, lấy chồng rồi hoài thai, sinh nở và nuôi lớn Trạng Trình, rồi sau đó bỏ đi lấy ông Phùng Chí Công, thì thời điểm sinh Trạng Bùn ước tính là phải vào năm bà trên 70 tuổi. Điều này quả là khó mà lý giải được. Hiện tại, phần mộ của bà Nhữ Thị Thục được đặt bên cạnh phần mộ song thân là vợ chồng quan thượng thư Nhữ Văn Lăng, vẫn được bảo quản nguyên vẹn tại quê nhà trong gần 500 năm qua. Tại sao khi bà mất lại không được chôn cất bên nhà chồng tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, mà lại an táng bên nhà cha mẹ đẻ ở thôn An Tử Hạ, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng? Âu đó cũng có thể là một bằng cớ cho việc bà bỏ về bên cha mẹ đẻ, cách ít lâu sau thì mất, như trong cuốn Bạch Vân Am Cư Sĩ Nguyễn Công Văn Đạt Phả Ký có chép lại. Không phải là vua, nhưng lại là người có ảnh hưởng lớn tới thế cuộc. Sức người không thể thay đổi được thiên mệnh, tuy mẹ tinh thông tướng số, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không thể làm vua. Nhưng dù ông không phải là vua, thì các bậc vua chúa thời đó đều phải đến để hỏi ý kiến ông. Giả như điều này bà Nhữ Thị Thục có biết được, thì cũng kể là một sự an ủi lớn dành cho bà. Lúc nhà Lê bắt đầu trung hưng, vua Mạc Ngự Giá đến nhà ông để hỏi các kế công thủ. Trạng Trình đã đáp rằng: ngày sau nước có việc, đất cao bằng tuy nhỏ nhưng cũng giữ được phúc nến vài đời. 7 năm sau, nhà Mạc mất, năm 1592 đã lui về giữ đất cao bằng, quả nhiên truyền được đến tận năm 1677. Khi Nguyễn Hoàng lo lắng bị chúa Trịnh sát hại, bèn sai sứ hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình không trả lời thẳng, chỉ nói rằng: Hoàng Sơn nhất đái, vạn đại dung thân, có nghĩa là Hoàng Sơn một dãy, dung thân ngàn đời. Nguyễn Hoàng đã qua Hoàng Sơn đến Thuận Hóa và làm nên nghiệp lớn của Chương Nguyễn ở Đàng Trong và nhà Nguyễn sau này. Hoặc như khi vua Lê Trung Tông mất đi, Trinh Kiểm muốn nhân cơ hội này để chiếm ngôi vua của nhà Lê, bèn hỏi ý kiến của Phùng Khắc Khoan, nhưng ông cũng không biết nên làm thế nào, bèn phái người bí mật hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm nói rằng: năm nay thóc giống không tốt, chúng bay nên tìm thóc cũ mà gieo mạ, và giữ chùa thờ Phật thì được an oán. Phùng Khắc Khoan hiểu được ý của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bèn nói với chúa Trịnh rằng phải thờ vua Lê thì mới được lâu dài. Sau này con cháu nhà Trịnh nhiều người muốn cướp ngôi nhà Lê, tìm đến Nguyễn Bỉnh Khiêm thì ông nói rằng: Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong, khiến cho chúa Trịnh không dám cướp ngôi vua Lê. Đến khi vua Lê Chiêu Thống mất ngôi thì nhà Trịnh cũng bị diệt. Nguyễn Bỉnh Khiêm dù không phải là vua,
nhưng tiếng nói của ông lại quyết định cuộc cờ của các thế lực vua chúa lúc bấy giờ. Ông nổi tiếng với những lời tiên tri mà dân trạng gọi là sấm trạng trình hay sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau này, những nhà nghiên cứu về trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đều đánh giá cao vai trò của bà Nhữ Thị Thục trong việc giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cố giáo sư sử học Trần Quốc Vượng có nhận xét rằng bà Nhữ Thị Thục, thân mẫu danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, là một trong ba người phụ nữ nổi tiếng, tài trí hơn người của Việt Nam ở thế kỷ 16. Đó là Trạng Nguyên Linh Phi Nguyễn Thị Duệ, quận công Nhữ Thị Thuận và phu nhân Nhữ Thị Thục. Xin cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe.